chào đón quý vị đến với chương trình Thế giới đó đây của đài truyền hình SET TV. Tuần này mời quý vị cùng Hồng Tứ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá với đất nước Ai Cập. Nhắc đến Ai Cập nói chung và thành phố Cairo nói riêng thì đa số mọi người đều nghĩ tới kim tự tháp nè hay là thời hoàng kim của các pharaoh. Như có rất là nhiều người lãng quên chính là những người thợ thủ công là những người tạo nên Cairo thổi hồn cho nơi này. Một lữ khách người Ottoman xa xưa có tên là Evliya Salabi đã đến thành phố Cairo vào những năm 1671. Ông viết lại trong quyển hội ký rằng tất cả hàng hóa trên thế giới đều khởi nguồn từ bàn tay của những người thợ nghèo Cairo. Và gần 350 năm sau, những món hàng cổ xưa này vẫn được sản xuất ở Aldab al -Hama. Đây là khu phố có khoảng 100.000 dân nằm về phía đông nam trung tâm Cairo hàng ngàn nhà xưởng cùng với các nghệ nhân ở đây vẫn chế tác mọi thứ từ lều sách hộp và đèn lồng băng đồng đến chén bát thủy tinh và thảm lụa du khách có thể tìm thấy mọi thứ ở the street of the ten makers nơi này lưu giữ phần lớn tinh thần giao thương như thời xưa được xây dựng vào năm 1650 với vai trò là nhà triển lãm, cùng các phòng làm việc có nội thất được lót bằng vải dệt trang trí. Các bức tường ở đây được xây dựng đúng như lối kiến trúc thời Ottoman. Còn các tấm vải trang trí vách và sàn đều được dệt thủ công theo cách được truyền lại từ các pharaoh ngày xưa. Một vài thợ dệt ở thành phố Cairo ngày nay chính là hậu duệ của những thợ thủ công dệt ra Kiswa. Đây là một loại vải phủ trang trí đá ở đền thiên Mecca. Và họ cũng may lều vải và y ngựa cho những tín đồ hành hương đến thánh địa thiêng liêng nhất của đạo Hồi giáo. Gần Abda Ahama là thành phố người chết ở ngay tại Cairo. Nơi này, người dân địa phương được chôn cất kể từ cuộc viễn chinh của người Hồi giáo ở Ai Cập hơn 1.300 năm trước. Ngày nay, vì sự phát triển đô thị nhanh chóng, cho nên 250.000 người dân Cairo vẫn sống giữa các đền thờ và lăng mộ vùng này. tiếp nối chương trình tuần này chúng ta sẽ đi đến thụy điển đất nước mang vẻ đẹp tiềm ẩn cùng nhiều điều rất là thú vị đây là một trong những quốc gia thu hút khách du lịch nhiều nhất ở vùng bắc âu có nhiều cách để tận hưởng vẻ đẹp nơi đây nhưng chắc chắn phải nhắc đến một khách sạn nổi tiếng một khách sạn nổi ở trên sông băng đây là một trong những trải nghiệm độc đáo nhất khi đi du lịch đến thụy điển Vào mùa hè thì khách sạn Arctic Bath nằm lặng yên trên dòng sông Bình Yên thơ mộng. Nhưng khi đông đến thì con sông đóng băng hoàn toàn đã biến khách sạn này trở thành một điểm nhấn tuyệt vời giữa bề mặt băng trắng muốt. Khách sạn nổi trên băng Arctic Bath đã mở cửa đón khách vào nửa cuối năm 2018 và đã nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm thu hút nhất ở ngay tại Thụy Điển. Công trình độc đáo này được lấy ý tưởng từ truyền thống khai thác và chuyển gỗ bằng đường sông của người Thụy Điển. Trung tâm của khách sạn là một cấu trúc hình tròn nằm giữa dòng sông. Để vào trong chỉ có một cách duy nhất là đi qua con đường được thiết kế giống như những khúc gỗ trôi trên sông. Nằm dưới khách sạn là một bồn tắm băng khổng lồ. Nhiệt độ của nước trong bồn luôn được duy trì ở 4 độ C. Đây là nơi chuyên dành cho các vị khách nào dũng cảm muốn thử thách khả năng chịu lạnh của bản thân. Khách sạn nổi trên sông băng độc đáo này gồm có 6 phòng nghỉ và mỗi phòng rộng khoảng 25m2, với đầy đủ tiện nghi như là phòng tắm, phòng sông hơi, đem lại những trải nghiệm rất thú vị về sauna. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của vùng Scandinavia. Arctic Bath cũng muốn thu hẹp khoảng cách giữa khách du lịch và người dân bản địa sống ở làng Horat. Khách lưu trú sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Sami bằng cách đến thăm nhà của những người dân địa phương ở đây. Khách sạn còn được thiết kế hoàn hảo để du khách có cơ hội ngắm bầu trời đầy sao và hiện tượng cực quan nổi tiếng vùng này. Tuy nhiên, để tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng tại khách sạn nổi tiếng trên sông băng có tên gọi là Arctic Bath này, không hề dễ dàng vì khách sẽ phải đặt phòng trước ít nhất là 6 tháng. Còn bây giờ Hồng Tứ sẽ đưa quý vị đi đến Thái Lan để biết thêm về một địa điểm thú vị mà khách du lịch có thể vừa nghỉ ngơi vừa ngắm nhìn cuộc sống của loài voi nơi này. Đến với Thái Lan, du khách sẽ được tham gia một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Đó chính là khám phá môi trường sống cũng như thói quen sinh hoạt của những con voi từ trong ngôi nhà bong bóng có tên gọi là Jungle Bubble. Đây là dịch vụ do Anatara Golden Triangle Elephant Camp and Resort cung cấp nhằm đem lại cho du khách Thái Lan có cơ hội đến gần hơn với thiên nhiên. Trong đó thì khách sẽ ngủ qua đêm tại Jungle Bubble và trở về khách sạn vào sáng hôm sau. Vừa có thể thư giãn trong những ngôi nhà bong bóng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, vừa quan sát cận cảnh hoạt động thường ngày của những chú voi khổng lồ. Công trình này do i in the Sky thiết kế bao gồm hai căn nhà bong bóng trong suốt làm từ vật liệu polyester công nghệ cao. Chúng được đặt trên một mặt sàn gỗ nâng cao hơn so với mặt đất, giúp cải thiện khả năng quan sát của những người bên trong ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà bong bóng gồm một phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm. Nơi này cũng trở thành khu vực sinh sống của 22 con voi trong một khu trang trại rộng hàng trăm mét vuông, đồng thời đem đến thu nhập cho người dân địa phương phụ trách công việc chăm sóc và huấn luyện chúng. Với hoạt động này, thì resort đã có thể giúp cho những người chăm sóc voi kiếm sống mà không phải ép những con vật vô tội làm việc mà chúng không thích. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đi tới Morocco và cùng tìm hiểu về thủ đô của nước này đó chính là thành phố Fez. Được ví như một giải lụa mềm mại ôm lấy Đại Tây Dương và biển địa Trung Hải, Morocco được nhiều khách du lịch yêu thích và là lựa chọn như điểm dừng chân không thể bỏ qua. Quốc gia này là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, cùng với đó là những công trình kiến trúc đầy ấp màu sắc kỳ diệu và hấp dẫn thủ đô fest là điểm đến dành cho du khách muốn khám phá những điều độc đáo trong nền văn hóa của đất nước địa trung hải vẫn còn ghi dấu những dư âm của nền văn minh trung cổ vĩ đại fest thu mình trong vẻ đẹp trầm mặc và nguyên sơ như là một bộ phim hiện trường tái lại những cảnh quay của hàng ngàn năm về trước Người ta hay nhắc đến Melina của Fest như là một mê cung, với hơn 9.000 ngõ ngách lớn nhỏ. Mặc dù chỉ vẻn vẹn trong vài cây số vuông, nhưng lại chứa đựng những dấu ấn của một nền văn minh vĩ đại, với cổng thành, cung điện, thánh đường, trường học, thư viện Hồi giáo. Nơi này như một kho báu nghệ thuật được bảo tồn bên trong bức tường thành vững chắc. Trong số đó, đa phần du khách sẽ bị thu hút bởi sự nổi bật của Bo Inania, là một trong những trường thần học đẹp nhất Khu vực này nổi bật với lối kiến trúc còn khá nguyên sơ với gạch từ gốm gazelle và chạm khắc thạch cao, các bình phong hoa văn bằng gỗ tuyết tùng tinh xảo hay là cánh cổng khổng lồ bằng đồng thau. Do đó, sự choáng ngợp là điều mà du khách thường dùng để mô tả khi được đặt chân vào bên trong những ngôi trường này. Bên cạnh đó, Fest tự hào là nơi sở hữu xưởng gia lâu đời nhất trên thế giới. Vì vậy, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật được làm từ da vô cùng đặc biệt. Giới thiệu tới quý vị nhiều địa điểm du lịch rồi thì Hồng Tứ cũng muốn đưa quý vị đến những nhà hàng nổi tiếng. Và một trong số đó chính là nhà hàng trong một lòng kính có tên gọi là Copper Club ngay tại Anh. Tọa lạc ở số 3 Three Ways Walk, Lower Thames Street ngay tại London, nhà hàng Copper Club sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ra con sông Thames cùng với không gian bằng kính, trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu tại Vương quốc Anh xuất hiện tại Anh từ năm 2017, Cupa Club là một nhà hàng với không gian được trang trí thành những chiếc lồng kính cỡ lớn đặt tại sảnh ngoài trời để thực khách có thể tận hưởng ánh nắng mặt trời buổi sáng hay là ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo chiều hoàng hôn ngay giữa lòng thành phố này. Vào ban đêm thì toàn bộ nhà hàng trong lồng kính trở nên lung linh hơn bởi hệ thống đèn vàng nổi bật là một địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn tìm ra không gian lãng mạn. Mỗi khu lòng kính như vậy chỉ phục vụ tối đa khoảng 8 người trong thời gian 2 tiếng. Thực đơn của Copper Club tập trung vào các món ăn Âu Châu, và hầu hết khách hàng khi muốn đến nhà hàng đều phải đặt bàn trước nhiều ngày mới có chỗ ngồi. Thưa quý vị, bây giờ Thế giới Đó Đây xin được phép tạm ngừng ít phút cho phần thông tin thương mại. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh. vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới đó đây của đài truyền hình SET. Tiếp tục hành trình tuần này chúng ta sẽ đi đến Maldives để ngắm nhìn năm ốc đảo khá kỳ lạ khi chúng xếp thành một đường thẳng một cách hoàn toàn tự nhiên. Năm hòn đảo này thuộc quần đảo San Hô có tên gọi là Ba Atoll của Maldives. Quần đảo San Hô này có tổng cộng hơn 75 đảo lớn nhỏ, trong đó 13 đảo là có cư dân sinh sống với số lượng khoảng 11.000 người. Ngoài ra, 8 hòn đảo khác được xây dựng phát triển để trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trong đó, etha Fushi được xem là hòn đảo trung tâm với đời sống nhộn nhịp và luôn đón khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới. Khi nhìn từ mặt đất thì du khách sẽ thấy năm hòn đảo này khá là nhỏ nhắn và chỉ là những hòn đảo thông thường. Thế nhưng khi quan sát từ trên cao, năm ốc đảo xinh đẹp này hóa thành những chấm tròn khổng lồ, xếp thành một đường thẳng tắp vô cùng độc đáo. Cảnh tượng độc nhất vô dị này có lẽ chỉ có thể chiêm ngưỡng ngay tại Maldives. Nhìn từ trên cao thì mỗi ốc đảo tựa như một hình tròn màu xanh nhờ sự bao phủ của cây cối tự nhiên. Viên ngoài của hình tròn là màu trắng của những bãi cát thơ mộng, tiếp đến là màu xanh ngọc trong vắt của nước biển gần bờ và ra ngoài cùng đó chính là màu xanh đậm của đại dương. Với những ai yêu thích sự kỳ diệu của thiên nhiên, muốn chiêm ngưỡng những điều thú vị trong tự nhiên thì đảo Sanho Ba Atoll là điểm đến không thể bỏ lỡ. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đi đến Romania cùng với vùng đất đầy bí ẩn ở làng Costești, nơi lưu giữ những hòn đá biết tự lớn, thậm chí chúng còn di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Kostasi là một thị xã thuộc hạt oitis romania ngôi làng nhỏ bé này được nhiều du khách biết đến bởi hiện tượng là những hòn đá biết đi vô cùng kỳ lạ theo tiếng romania thì loại đá này có tên gọi là trovins có nghĩa là cát xi măng Quan sát bên ngoài, những hòn đá cũng không có gì quá đặc biệt, thế nhưng chúng lại có khả năng tự lớn như con người. Cứ sau mỗi một trận mưa thì kích thước của những hòn đá này sẽ lớn dần lên. Kỳ lạ là một số hòn đá còn mọc thêm cả những khối đá nhỏ bên trên, nhiều đến nỗi như là nấm mọc sau mưa. Theo như các nhà nghiên cứu khoa học, loại đá này được hình thành từ các trận động đất và có tuổi đời khoảng 6 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, nơi đây chỉ là một vùng đất toàn xi măng, cát, sa thạch và trầm tích và sau hàng triệu năm các tảng đá đã hấp thụ thêm lượng carbon bình đáng kể. Vì thế nên mặc dù bên trong rất cứng nhưng lớp vỏ ngoài chủ yếu là cát. Đây cũng chính là nguyên nhân sau mỗi trận mưa, những tảng đá này thấm nước, hút thêm lượng cát mới xung quanh và kích thước trở nên lớn hơn bình thường. Kích cỡ mỗi tảng đá ban đầu chỉ có khoảng từ 6 cho đến 8 cm và cứ mỗi trận mưa như vậy thì kích thước có thể lên đến 6 tới 10 m, gấp đến 10 lần so với ban đầu. Mặc dù có kích cỡ khác nhau nhưng những tảng đá lại có cấu tạo giống nhau, đều có lõi cứng bên trong và lớp vỏ cát bên ngoài. Mặt cắt của những viên đá sẽ có nhiều vân đá hình cầu hoặc là hình trái xoan, tương tự giống với như mặt cắt của một thân gỗ và cũng giống như thân cây gỗ, mỗi vòng này lại đại diện cho tuổi tác của những tảng đá đó. Sau một khoảng thời gian thì tại ngôi làng Kostasti, những tảng đá đặc biệt này lại càng nhiều hơn, trở thành một điểm kỳ thú có 102 của vùng đất này điều thú vị hơn cả là chúng không những tự lớn được mà những tảng đá này còn có thể di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác sau một đêm tuy nhiên cho đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và việc các hòn đá biết đi vẫn đang là một ẩn số đá trovins ở ngôi làng Contesti đã được unesco công nhận là một di sản văn hóa và là một khu bảo tồn đã được xây dựng ở đây để nhằm giữ những hòn đá này cũng chính vì thế, nơi đây trở thành điểm thu hút khách bậc nhất tại quốc gia Romania. Tiếp đến đây chúng ta sẽ cùng đi đến Ba Lan và cùng tìm hiểu hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ ở một khu rừng thông nơi này. Nằm ngay bên ngoài ngôi làng có tên gọi là Nowy Krasnowo, thuộc tỉnh phía Tây của Pomerania, tại Ba Lan là một khu rừng kỳ lạ, được có tên gọi độc đáo là rừng cong hay là Crooked Forest. Đây là một trong những khu rừng lạ nhất ở Trung Âu, bởi vì cả một khu rừng với hơn 400 cây sinh sống ở đây, chẳng có cây nào là mọc thẳng bình thường, mà chúng đều bị uốn cong gần 90 độ ở vùng gần gốc, tạo ra những vòng cung rộng về phía trên đỉnh của cây. Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều lạ lùng hơn là những cái cây này đều cong về cùng một phía bắc, như thể có một sức hút bí ẩn nào đó đang phát ra từ phía này của khu rừng. Nhiều giả thuyết được đặt ra là do sự tác động của con người từ thời vừa trong rừng, với mục đích là để tạo ra những thanh gỗ cong sử dụng cho việc đóng nội thất hoặc là đóng thuyền vì vốn diễn ngày xưa Ba Lan là một quốc gia nổi tiếng trong lịch sử với các nhà máy đóng tàu bên bờ biển và khu rừng này được trồng từ những năm 1920 đến năm 1930 cho nên lý do được cố tình uống nắng bởi những người dân địa phương được xem là lời giải thích thuyết phục nhất cho đến thời điểm hiện tại. Một số người khác lại bày tỏ suy đoán là do khu rừng đã từng tồn tại qua Thế chiến thứ hai, nên hẳn đã phải chịu sự tác động của chiến tranh. Những chiếc xe tăng đã đi ngang qua khu rừng và đè công những cây non vừa mới trồng lúc bấy giờ. Và theo thời gian thì những cái cây non còn sống sẽ tiếp tục mọc trở lại khu rừng công và nhưng chúng ta vẫn thấy ngày hôm nay. Về quan điểm của các nhà khoa học thì họ vẫn đang nghiên cứu theo hướng là đột biến gen. Tất cả các nhà khoa học ước tính khu rừng Crooked này vào khoảng hơn 80 năm tuổi. Nếu đúng như lời giải thích ở phía trên thì các cây thông non tại đây từng mọc tự nhiên khoảng 7 đến 8 năm trước khi chúng bị bẻ cong. Ngày nay khu rừng công kỳ lạ này vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo du khách trên khắp thế giới, đa phần tới đây để chứng kiến hình thù khác biệt và tìm hiểu những bí ẩn đằng sau đó. Rời Ba Lan chúng ta sẽ cùng đi đến vùng lạnh nhất thế giới, trung bình ở khoảng âm 50 độ C, nhưng mà nơi này vẫn có người sinh sống, đó chính là thị trấn Oymyakon. Oymyakon là một thị trấn nhỏ của Cộng hòa Sakha, phía đông bắc nước Nga gần với lại Bắc Cực. Nhiệt độ trung bình trong những tháng mùa đông ở đây là âm 50 độ C. Nơi đây được coi là địa điểm lạnh nhất thế giới có người sinh sống. Vào năm 1924, nhiệt độ ở đây đạt kỷ lục khi hạ xuống tới mức là âm 71 độ C. Thị trấn Oymyakon được thành lập từ năm 1920 đến năm 1930. Ban đầu, nơi này là trạm dừng chân cho những người chăn tuần lọc đến suối nước nóng vào mỗi mùa đông. Cũng chính vì lý do này nên tên của thị trấn trong tiếng Nga có nghĩa là dòng nước không bao giờ đóng băng. Nằm gần khu vực Bắc Cực, Oim Kinh có sự đông dao động lớn về số giờ ban ngày cũng như là ban đêm trong năm. Trong vài thập kỷ qua, dân số ngay tại thị trấn đã giảm đáng kể. Có dân số cao nhất ở khoảng là 2.500 người, khi đó là một thị tấn trấn trung tâm của khu vực. Nhưng mà con số này đã giảm dần và hiện nay chỉ còn khoảng 500 người sinh sống tại đây. Người dân ở đây không thể trồng bất kỳ một loại cây nào và nguồn thực phẩm của họ chủ yếu là thịt tuần lộc, thịt ngựa, cá và các sản phẩm từ sữa. Ngoài ra thì cũng có thể thêm các loại hoa quả thu hoạch và dự trữ từ mùa hè. Món ăn truyền thống ở đây là strogania được chế biến từ cá đông lạnh. Ở đây thì người dân không cần các loại tủ lạnh hay bất kỳ máy giữ đông thực phẩm nào bởi dù đang bày bán ngoài chợ thì các loại thịt, cá đều bị đông cứng. Động cơ xe cũng khó khởi động vì bị đóng băng, nhiều thiết bị điện tử không thể hoạt động, mực ở trong những chiếc bút bi cũng có thể bị đông lại. Bên cạnh đó thì các đường ống nước hầu hết đều không thể hoạt động và người dân phải xây dựng nhà vệ sinh cũng như là nhà tắm ngoài trời. Là một địa điểm khắc nghiệt và có phần mạo hiểm, Oymyakon được đánh giá là một điểm du lịch thú vị với các hoạt động bao gồm như săn tuần lọc, nè, câu cá trên băng hay là việc vui chơi ngoài trời hoặc tận hưởng suối nước nóng. Một lưu ý dành cho du khách khi có ý định đến đây chính là thị trấn này không có khách sạn hay nhà hàng và nếu muốn qua đêm ở đây du khách phải cần liên lạc trước với homestay hoặc là sắp xếp với lại người dân địa phương nơi này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến Philippines để biết thêm những loại kem rất đặc biệt ở đất nước này nhé. khi đã quá quen thuộc với những chiếc kem ngọt ngào mùi vanilla hay là mùi chocolate thì tại philippines họ có nhiều loại kem khác như là kem trứng cá sấu đúng như tên gọi kem có thành phần khá đặc biệt đó chính là trứng cá sấu nhưng mà đây là những quả trứng không nở được nên không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của loài động vật hoang dã này Trứng cá sấu có 80% lòng đỏ nên kem này khá là béo. Ngoài ra vị trứng cá sấu nguyên bản, thờ thực khách cũng có thể chọn kem để mà trộn như là vị trứng cá sấu trộn với sầu riêng hoặc là trộn với lá dứa. Ngoài kem cá sấu, món kem độc lạ tại Philippines khác cũng thu hút không ít tín đồ. Đam mê khám phá ẩm thực đó chính là kem cá rô phi. Vừa nghe đến tên thì hẳn nhiều người sẽ cao chạy xa bay vì e ngại món kem này sẽ bị tanh. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ đó, nhiều thực khách được thưởng thức món kem này đều nhận xét là kem cá rô phi béo và dễ ăn, đặc biệt là không có chút mùi tanh nào. Thành phần làm nên món kem độc đáo này gồm có cá rô xay nhuyễn, kem tươi, sữa đặc, sữa tươi, các loại hạt và phô mai được thêm vào nhằm át đi vị cá tanh. Ngoài hai loại kem trên, ở đây cũng dùng mắm tép để làm topping cho kem xoài. Kem xoài mắm tép là sự kết hợp hài hòa giữa vị chua của xoài và vị mặn của mắm. Và ai thích sẽ dễ ghiền nhưng ai dị ứng với mắm tép thì chắc chắn sẽ khó thưởng thức loại kem này bởi mùi mắm tép có phần hơi gắt. Rồi Philippines chúng ta sẽ đi đến Nhật Bản. Là một quốc gia có nền ẩm thực phong phú và đa dạng, những món ăn được gọi là đặc sắc của người Nhật nhưng chưa chắc là người khác đã ăn được và Funazushi là một món ăn như thế. Bản chất của món Funazushi cũng là một trong những loại sushi vì cũng gồm các thành phần như là cơm và cá. Nhưng mà Funazushi khác với những loại sushi khác là thay vì ăn với lại cá sống cùng với cơm thì món đặc sản này dùng cá lên men đến 3 năm mới ăn được. Khi nhắc tới Funazushi, người dân Nhật Bản sẽ ngay nghĩ ngay tới tỉnh Shiga, đây cũng là nơi đầu tiên cho ra đời món ăn này và từ đây mà phổ biến ra khắp nước Nhật và được cả thế giới biết đến. Theo nhiều ghi chép của lịch sử Nhật Bản, món Funazushi đã xuất hiện từ những năm 794 đến năm 1185. Thời điểm này ở khu vực xung quanh hồ Biwa, người dân được mùa và thu hoạch nhiều muối cũng như là gạo, do dư thừa nên họ đã nảy sinh ra một ý định bảo quản thực phẩm để dự trữ trong mùa đông lạnh giá. Tham khảo phương pháp lên men của người Trung Quốc thì người Nhật đã cho ra đời món Funazushi. Đây được coi là món sushi đầu tiên của Nhật Bản. Cách chế biến món ăn này cũng rất công phu và cầu kỳ, đòi hỏi phải chờ đợi rất lâu vì món ăn này đến tận 3 năm sau mới hoàn thành. Thành phần chính của món ăn bao gồm có cá tươi, muối biển và gạo được lên men. Thông thường, người dân tỉnh Shiga sẽ dùng cá Funa để làm nên món này, nhưng đôi khi họ cũng dùng cả các loại cá khác như là cá giết, cá thu, cá ngừ tươi thời điểm lý tưởng nhất để làm món này là vào mùa xuân khi tiết trời ở nhật ấm áp hơn và hồ nước ngọt đi qua lúc ấy cũng có rất nhiều cá trong độ tuổi sinh sản và bụng có nhiều trứng sau khi đánh bắt thì người ta loại bỏ nội tạng của cá chỉ để lại vây mang cá và trứng cá riêng dạ dày của cá sẽ được rửa sạch ướp muối biển và nhét lại vào trong bụng con cá sau khi sơ chế như vậy, những con cá sẽ được xếp gọn gàng vào một cái thùng gỗ. Cứ mỗi lớp cá sẽ rải lên một lớp muối và sau đó nén chặt cá bằng các hòn đá lớn để bảo quản cá được tốt hơn. Sau một năm, những con cá đã ướp muối sẽ được lấy ra, rửa thật sạch muối và sấy thật khô. Sau đó, chúng được nhồi kỹ với cơm nấu chín đã lên men và ủ từ 2 tới 3 năm sau để thịt cá mềm ra. Để thưởng thức món ăn này thì thực khách phải chờ tương đối khá là lâu từ 3 cho tới 4 năm các món ăn cách cắt ăn của funasushi cũng giống như là chúng ta ăn sushi bình thường và cắt mỏng ăn với gừng hoặc là nước tương tuy nhiên người nhật đã có nhiều biến tấu để làm phong phú khẩu vị của họ như là ăn kèm với cơm chan nước trà xanh uống cùng rượu sake để làm hài hòa vị mặn hoặc là họ cũng có thể tẩm bột chiên giòn ăn kèm với bánh quy hoặc là phô mai ngày nay người nhật đã áp dụng nhiều công nghệ trong quá trình chế biến Funazushi cho phép rút ngắn thời gian giảm xuống còn khoảng 1 năm Tuy nhiên, món ăn gốc được ủ hơn 3 năm vẫn được nhiều người yêu thích. Mặc dù với người nước ngoài thì món này khá khó ăn vì nặng mùi. Đến đây, thế giới đó đây cũng đã hết thời gian. Hồng Tứ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mọi đóng góp ý kiến, hy vọng là quý vị có thể gửi về địa chỉ email cho Hồng Tứ ngay tại địa chỉ thế giới đó đây set.gmail.com Hồng Tứ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.